dù trong giấc mơ cũng thuộc về anh. Hai chúng ta luôn một bên thao thức, ánh trăng soi bỗng nhớ con đường và hàng cây em với anh. Trái tim ta chờ một giờ bình yên, là hạnh phúc hay một chiều như thế, nắng theo em đến bên anh, tìm bờ vai nương nóng mùa thu, bài hát mang bao điều ta chưa biết. Giấc mơ hôm nay có là mãi mãi, giữa hai ta nghe đại dương vỡ tan, giữa hai ta như vì sao rụng rơi, đã đi qua bao nhiêu hoàng hôn trắng, nào biết các bác là cái lô hàng ngày 16 tháng 3 bay về tại Thạch Tâm cũng đã được 2-3 hôm rồi. Tuy nhiên thì do bận cái công việc gia đình cho nên là em chưa có kịp lên những clip test chi tiết của từng cái thiết bị một về hàng. Và ngày hôm nay thì nhận được một yêu cầu rất là đặc biệt của một anh khách đang quan tâm tới chiếc đầu CD Kiêm DLC đời ông 1500RE. Thì em cũng đã lên tới Hà Nội cũng như là ngồi để gửi tới anh khách đó cái clip test cũng như là những cái hình ảnh chi tiết của con máy mới về hàng này. Trong cái lô máy về hàng này của em thì em có hai con đầu CD Kiêm DLC của Đơn Ông với mã là 1500RE, với hình thức hai con, đó là một con có thùng xốp đẹp xuất sắc, còn con còn lại thì không có thùng xốp nhưng vẫn là đẹp xuất sắc. Thì đây là phiên bản có thùng xốp mà đẹp xuất sắc như các bác nhìn thấy đây. Đây là chiếc đầu CD Kiêm DLC, còn đây là thùng xốp của máy, các bác có thể nhìn thấy. Phía sau của mặt máy thì chúng ta sẽ có cái hệ thống ao tiếng dạng Analog với chân RCA này, hệ thống ao Digital với Optical và Coaxial, hệ thống ao tiếng, hệ thống đường giải mã bao gồm Optical này, Coaxial và USB DAC. Và chúng ta sẽ có một con máy được sản xuất năm 2014 và có cái xuất xứ là Made in Japan. Đây là thùng của máy, đầy đủ hết phụ kiện, khiển zin, dây nguồn cũng như là catalog. Con này thì là một trong những con giải mã với cái phân khúc dưới 20 triệu rất là hay đến từ thương hiệu Đơn Ông. Nó sử dụng con chip giải mã Advanced AL32 Processing và cái khả năng giải mã của Đơn Ông 1500RE lên tới 32 bit. Nó sẽ giải mã cho các bác từ chế độ TV đồng trục và máy tính xa. Ngoài ra thì cũng hỗ trợ USB với định dạng nhạc Wave và FLAC. Và đặc biệt hơn thì đó là nó cũng có khả năng đọc đĩa CD rất là hay với cái tính năng CD. Đây là một trong những cái tính năng mà rất là nhiều bác quan tâm khi mà tìm cho mình một con đầu kiêm nhiệm với hai tính năng. Con 1500RE này với mức giá là 16.500.000. Ngoài ra thì em còn một con nữa không thùng với mức giá 16 triệu. Và còn một con 1650RE bản cao cấp hơn với mức giá là 26 triệu nguyên thùng. Đó là cái thông tin con hàng này mà muốn gửi tới bác khách đang quan tâm. Tại vì là tất cả mọi hàng hóa khi mà trước khi em gửi cho khách thì em đều có những clip chi tiết cũng như hình ảnh trước và thực tế nhất để khách hàng có thể nắm bắt được cái sản phẩm của mình. Tuyệt đối không sử dụng hình ảnh clip test của những sản phẩm khác để bán cái sản phẩm hiện hữu đang có tại shop. Các bác nha. Thành tên đôi ta đều.
giờ vui nét chinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. Ở trăng nghiêng đồi trách bóng như xe hoan vu núi rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoàn cuối. Ngày mai chém thêm vần vào anh nhé, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào đường. Với tên mã là 1500 RE, hàng về thuộc shop đẹp như mới, mức giá là 16.500.000. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.